Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn một mẫu bán tải bản full Sản xuất năm 2022, đăng ký năm 2023 Chiếc Ford Younger Raptor 2.0 Turbo à, 2 cầu với đầy đủ những tính năng công nghệ an toàn tiện nghi trên mẫu xe này Anh chị và các bạn đang có nhu cầu hãy qua trực tiếp cửa hàng Auto 139 số 139 Nguyễn Văn Cử, Nông Biên, Hà Nội sẽ luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Những đường nét tổng quan sơ qua về phần đầu xe hay là những phần thân xe của chiếc xe thì anh chị bạn có thể theo dõi trong video. Em sẽ cập nhật đầy đủ chi tiết cận cảnh những cái phần mà anh chị và các bạn yêu cầu. Thông tin thông số của chiếc xe thì em cũng đã có cập nhật trên web hơi com Anh chị và các bạn có thể truy cập tại web để xem những cái phần mà anh chị và các bạn cần xem Cũng như là thông số, giá bán, tình trạng của chiếc xe em đều có cập nhật hết trên web Nên các bác có thể truy cập để xem đầy đủ những cái thông tin mà các bác đang cần tìm hiểu của anh chị nhé Với chiếc Ford Younger Raptor uh, sản xuất năm 2022 đăng ký 2023 vẫn còn chế độ bảo hành của hãng nên anh chị và các bạn mua chiếc xe này về rất là an tâm lịch sử bảo dưỡng của chiếc xe nó vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn. Đây là những đường nét tổng quan về phần cánh cửa với những phần ốp bảo vệ cánh cửa và những cái chi tiết về hệ thống các đường tôn gập ở dọc thân xe đây với những đường này anh chị bạn rất là dễ nhận biết cánh cửa có bị nầm vai hay không và để kỹ hơn nữa thì mình có thể nhìn qua những phần con ốc bản lề bên trong những cái chi tiết khấu hao để đánh giá được cái quá trình sử dụng thì anh chị bạn nhìn qua những phần tay nắm cửa hay là những phần uh, tạp ly của chiếc xe để đánh giá tổng thể các thông số gương kính của chiếc xe thì nó vẫn còn nguyên bản hết không hề có hiện tượng bị thay thế sửa chữa gì cả Đấy, các thông số thì em luôn quay rõ ràng các bác cần em chụp lại em có thể chụp đầy đủ những cái thông tin mà anh chị bạn yêu cầu ghế ngồi thì có trang bị ghế da kết hợp với da lộn tất cả các chi tiết làm cho chiếc xe nhìn trông nó nổi bật hơn và nhờ những cái viền chỉ màu xanh không gian hàng ghế thứ hai thì nó ngồi thoải mái cho ba người ngồi các chi tiết đường led ghế ngồi hay là những cái phần Trần xe tất cả các chi tiết vẫn giữ được độ nguyên bản với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì cửa hàng luôn khuyên khách hàng hãy mang xe vào hãng hoặc mục bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check lại kiểm tra đảm bảo an tâm tránh được những cái rủi ro về xe tai lạn ngập nước mà đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này. Và chiếc xe cũ đã qua sử dụng tại cửa hàng thì vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn 50 đến 70% giá trị xe. Thời gian vay hay lãi suất cụ thể chi tiết thế nào thì các bạn có thể kết bạn Zalo em sẽ gửi đầy đủ những cái thông tin để anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân nhắc anh chị nhé. Đấy, những cái chi tiết ghế ngồi với hệ thống ghế thể thao giúp cho người ngồi cảm giác dễ chịu nhất cùng với bên trong đây là những phần khu vực như là bệ tỳ tay hay là những cái phần mà à, cần số phanh tay cơ gài cầu hay là tính năng chống chân trượt cân bằng điện tử hỗ trợ đổ đèo khởi hành ngang dốc bản này thì nó full nên nó trang bị đầy đủ rất là nhiều tính năng cũng như là kiểu dáng của chiếc xe nhìn nó hầm hố hơn màn hình có tích hợp hệ thống selicit đầy đủ rồi là vô lăng có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng này có lễ chuyển số thể thao này, Đấy. hệ thống duy trì làn đường cảnh báo lệch làn, rồi là giới hạn tốc độ, Đấy. những tiện ích của nó thì rất là nhiều anh chị ạ. Và để trải nghiệm thực tế thì em mời anh chị và các bạn hãy qua cửa hàng để mình có thể thực tế trải nghiệm chiếc xe em đã giới thiệu cho anh chị và các bạn đây. Thẻ nhắc bảo dưỡng của chiếc xe thì nó vẫn còn đầy đủ thông tin rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể mang đi kiểm tra. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn đi tham quan chi tiết cụ thể về phần máy móc của chiếc xe. Với cái khối động cơ của chiếc xe thì nó sử dụng khối động cơ là máy 2.0 V-turbo mang lại cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành cũng như là di chuyển của chiếc xe thì nó cũng rất là tuyệt vời. Những đường nét về hệ thống ốc ác, keo chỉ, đinh tán thì anh chị và các bạn có thể tham quan qua những đường nét sơ qua. Với cái mức giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ nằm trong khoảng 1 tỷ đồng thôi là anh chị bạn có thể sở hữu được một chiếc xe bán tải kiểu sáng hầm hố mạnh mẽ nhờ cái động cơ cũng như là dẫn động của chiếc xe là hai cầu giúp cho các bác có thể vận hành các cung đường khó địa hình một cách tuyệt vời rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi đến hết clip và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo rất mong anh chị và các bạn xem và quan tâm có thể là ủng hộ em một like một đăng ký kênh nhấn chuông để nhận được các video em cập nhật sớm nhất trên kênh mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn